Hành động bất ngờ của Trường Giang không chỉ khiến Harry Won giật mình mà khán giả lẫn những ai có mặt tại trường quay đều phải thót tim. Nhân dịp đầu năm 2022, người chương trình Lạ Lắm À Nha lên sóng tập 27 với sự tham gia của rất nhiều các khách mời. Lần này thì Trường Giang đã tiếp tục là người dẫn chương dắt những người chơi như Bảo Hân, Hoàng Yến Chibi và Trung Quân. Ngay từ đầu không khí đã rất rộn ràng bởi hiếm hoi lắm các nghệ sĩ miền Bắc như Bảo Hân mới có thể xuất hiện trong một game show miền Nam. Bảo Hân được Trường Giang giúp đỡ khá là nhiều, tung ra loạt gợi ý liên quan đến người song ca với cô. Nam Danh Hải còn nói hớ để lộ tên Bê Trần khi diễn lạ vai của anh trong Cây Táo Nở Hoa. Thế nhưng Bảo Hân lại không tài nào đoán ra, cuối cùng cô còn đổi kết quả từ Bê Trần thành Thanh Sơn, khiến Trường Giang tiêu nghỉ. Hoàng Yến Chibi thì nhanh nhẹn và láu cá hơn. Sau khi đứng bên bức tường cất giọng, nữ ca sĩ đã đoán ngay ra được đó chính là Harry Won. Chất giọng của bà xã Trấn Thành quả thực không khó để nhận ra. Điều đáng nói, sau khi Harry Won bị phát hiện, Trường Giang ngay lập tức leo lên sân khấu và vén váy của đàn em lên. Harry Won lẫn mọi người có mặt tại trường quay hoảng hốt và hét lên vì bất ngờ không hiểu mục đích của Trường Giang có nghĩa là gì. Hóa ra Nam Danh Hải muốn bóc phốt, bóc mẽ chiều cao có gì đó là lạ và âm thanh lọc cọc phát ra từ phía đàn em. Anh đã phát hiện Harry Won diện nguyên quần bò và đôi dép lê bên trong chiếc váy đổ sộ. Trường Giang chất vấn tại sao đi tham gia game show mà lại mang dép vậy. Đáp lại, nữ ca sĩ Trần Tình, anh biết tại sao không? Em đang tiết kiệm tiền cho chương trình, Harry Won làm vậy là có lý do hết. Harry cao quá, giờ đi giày cao gót nữa thì người ta phải tốn thêm chi phí. Không đồng ý, Trường Giang vẫn chọc ghẹo. Một ngôi sao lộng lẫy mà mang đôi dép như thế này, mặc chiếc quần như thế này. Harry Won còn tỏ vẻ khó hiểu khi Hoàng Yến Chibi đoán ra mình quá nhanh. Trường Giang đã giải thích lý do bởi vì giọng hát của nữ ca sĩ quá đặc biệt, nên nếu là anh sẽ bắt Harry Won hát tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh. Ngồi dưới hàng ghế khách mời, Trung Quân hài hước. Chỉ cần nhìn hột xoàn của chị là biết liền, vì ngày nào cũng gặp